vị thân mến, qua tình huống vừa rồi thì quý vị chắc đã đoán được rằng chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì. Đó là căn bệnh mang tên suy tuyến thượng thận. Đây là một căn bệnh khá khó khăn để phát hiện ở những giai đoạn đầu. Và nếu như là suy tuyến thượng thận cấp thì sẽ để lại những ảnh hưởng rất là nguy hiểm đối với sức khỏe cũng như tính mạng của người bệnh. Và vì vậy mà chúng ta càng cần phải tìm hiểu về căn bệnh này. Và sau đây thì bác sĩ Thúy Hằng trong chương trình Bác sĩ của bạn sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu rõ hơn về suy tuyến thượng thận. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình. Bác sĩ xin chào Tuyết Oanh cùng quý vị khán giả xem chương trình. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà Tuyết Oanh rất là muốn biết đó là suy tuyến thượng thận là căn bệnh như thế nào? Chúng ta biết tuyến thượng thận là một cơ quan nằm trên như một cái mái nhà che trên hai cái trái thận của chúng ta. Tuyến thượng thận tuy nhỏ nhưng rất quan trọng trong điều hòa hoặc trao đổi chất hàng ngày của chúng ta. Suy tuyến thượng thận là tình trạng sản xuất cortisol rất ít hoặc là giảm sản xuất không đủ để tham gia quá trình chuyển hóa các chất cho sinh hoạt hàng ngày. Thưa bác sĩ Thúy Hằng, thì không biết là đối với suy tuyến thượng thận thì biểu hiện của nó là gì ạ? Suy tuyến thượng thận là biểu hiện rất là nhiều triệu chứng trên lâm sàng và biểu hiện rất là mơ hồ, chúng ta khó phân biệt tùy từng giai đoạn của bệnh. Thì triệu chứng chúng ta thường gặp nhất trên lâm sàng là bệnh nhân cảm giác mệt mỏi, uể oải, chán ăn. Và triệu chứng thứ hai chúng ta thường gặp là nhóm bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tâm thần và cảm giác như là nôn, buồn nôn, cảm thấy người yếu ớt. Triệu chứng thứ ba là chúng ta có thể cảm giác như là sốt, có những cái cơn sốt trong ngày không rõ ràng, sốt mơ hồ, chúng ta không biết được là bệnh hay là không bệnh. Triệu chứng thứ tư thường gặp nữa là chúng ta cảm giác như đau, đau có thể là đau lưng hoặc là đau dưới hai chân. Người suy tuyến thượng thận thường có biểu hiện huyết áp thấp và có tim đập nhanh, thậm chí bệnh nhân hay có những cái cơn vã mồ hôi lạnh. Dạ, rất là nhiều những biểu hiện khác nhau cho căn bệnh này. Vậy thì thưa bác sĩ, về nguyên nhân đối với suy tuyến thượng thận thì mình có xác định được nguyên nhân cụ thể và những nguyên nhân đó là gì ạ? Nguyên nhân của suy tuyến thượng thận thì thường người ta phân ra là tổn suy tại tuyến thượng thận hoặc là bên ngoài của tuyến thượng thận. Như chúng ta biết, tuyến thượng thận giống như một cơ quan hoạt động chịu sự chỉ huy trên tuyến thượng thận, gồm có hai tầng. Một tầng là vùng dưới đồi và một tầng là tuyến yên. Nó nằm ở trên não chúng ta. Thì nguyên một cái hoạt động đó nó chịu chi phối lẫn nhau và điều hòa bài tiết lẫn nhau. Khi mà cơ thể chúng ta thiếu hoặc thừa thì trên não chúng ta hai cái cơ quan tuyến thượng thận, tuyến yên và vùng dưới đồi sẽ quyết định cho cái hoạt động của tuyến thượng thận. Thì nguyên nhân người ta phân ra là nếu tổn thương nằm tại tuyến thượng thận thì thường là những cái nguyên nhân gọi là suy thượng thận nguyên phát. Tổn thương nằm ngoài tuyến thượng thận thì có thể là suy cái trục như bác sĩ vừa mới nói, thì là tổn thương hoặc là tại cái tuyến yên hoặc là tại vùng dưới đồi hoặc là tổn thương nguyên cái trục. Thì tùy theo biểu hiện, tùy theo bệnh cảnh lâm sàng, bác sĩ sẽ có chẩn đoán nguyên nhân và giúp cho điều trị cụ thể theo từng nguyên nhân. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, cho không biết là đối với suy tuyến thượng thận thì như Thúy Anh biết là nó có sự phân loại khác nhau, thì đó là những phân loại như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ thêm không? Thì suy tuyến thượng thận để mà phân loại theo nguyên nhân bác sĩ vừa kể thì còn phân loại theo cấp và mạng. Thì suy tuyến thượng thận cấp như bác sĩ mới nói là một cấp cứu nội khoa, bắt buộc chúng ta phải chẩn đoán khẩn cấp, và đã gọi là cấp cứu thì phải được chẩn đoán khẩn cấp và điều trị kịp thời. Còn suy tuyến thượng thận mạng thì chúng ta cần phải được phát hiện để chúng ta tránh đi cái chuyện suy thượng thận cấp. Thưa bác sĩ có thể cho Thúy Anh được biết cũng như quý vị khán giả biết về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này để lại và những cái hậu quả mà nó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của người bệnh? Suy tuyến thượng thận thì ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người bệnh, và cái kết cục cuối cùng của cái suy tuyến thượng thận là người bệnh giảm sức đề kháng rất là nhiều và có thể chết trong những cái bệnh cảnh nhiễm trùng rất là nhiều nơi trong cơ thể. Thì để mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp những cái suy thượng thận do bệnh nhân tự dùng những cái thuốc chưa có chỉ định của bác sĩ, hoặc là dùng những cái thực phẩm mà mình không rõ nguồn gốc, hoặc là có chứa những cái chất có hoạt tính corticoid, glucocorticoid để gây ra hai cái tuyến thượng thận chúng ta teo đi, hay nói nôm na là ngủ đi, thì trong bệnh cảnh là suy trục của tuyến hạ đồi, tuyến yên và tuyến thượng thận. Thì cái chuyện này chúng ta phòng được trong dân gian. Thì khi chúng ta có bất cứ cái bệnh lý gì thì chúng ta phải đi khám bác sĩ để chẩn đoán và điều trị đúng
Dạ thưa bác sĩ, thì không biết đối với suy tuyến thượng thận thì quá trình chẩn đoán hoặc là xét nghiệm sẽ diễn ra như thế nào? Thì khi đi khám bác sĩ thì suy tuyến thượng thận bác sĩ sẽ cho những cái xét nghiệm để chẩn đoán, tùy vào bác sĩ hướng đến nguyên nhân, những cái xét nghiệm động và những cái xét nghiệm tĩnh. Những cái xét nghiệm tĩnh để giúp chúng ta xác định được suy tại tuyến thượng thận, xét nghiệm động giúp cho xác định được có suy cái trục thượng thận hay không. Vậy thì thưa bác sĩ, khi đã xác nhận được rằng bệnh nhân có suy tuyến thượng thận rồi thì cái quá trình điều trị nó diễn ra như thế nào và hiệu quả điều trị là sao ạ? Do bệnh nhân dùng những cái chất hoặc có hoạt tính glucocorticoid kéo dài thì thường chúng ta chỉ cần ngưng thuốc là cái tuyến thượng thận sẽ hồi phục lại và cái trục sẽ làm việc lại bình thường. Còn nếu như suy tuyến thượng thận do tại tuyến thượng thận hay còn gọi là suy thượng thận nguyên phát thì chúng ta chỉ có bù hormone mà tuyến thượng thận làm việc hàng ngày cho chúng ta, cái đó gọi là cortisol. Thì chúng ta có hai cái thuốc phải bù, đó là cortisol và mineralocorticoid. Thì cortisol hay còn gọi là glucocorticoid thì chúng ta bù rất là đơn giản, thì sáng uống một cữ, chiều uống một cữ thì theo liều của bác sĩ. Thứ hai nữa là mineralocorticoid thì thường chúng ta nếu do nguyên nhân mắc phải thì không cần bù, do nguyên nhân mà dùng glucocorticoid nhiều thì chúng ta không cần bù, nó tự hồi phục. Còn nếu xảy ra cái suy tuyến thượng thận nguyên phát tại người lớn thì cũng ít bù, ít có chỉ định bù, nhưng khi cần thì chúng ta vẫn có thể cho bệnh nhân uống cái thuốc gọi là Florinep. Thưa bác sĩ Thúy Hằng, thì sẵn đây bác sĩ có thể cho những người đang có căn bệnh suy tuyến thượng thận những lời khuyên về sinh hoạt cũng như là chế độ dinh dưỡng ạ? Những người đã được chẩn đoán suy tuyến thượng thận rồi thì hàng ngày chúng ta ăn uống cũng nên chú ý đảm bảo đủ cái lượng đường và lượng muối, đảm bảo đủ chứ không thừa. Thứ hai nữa là chúng ta phải uống thuốc đầy đủ hàng ngày, luôn luôn dự trữ thuốc, đừng để thiếu thuốc. Thứ ba nữa là khi chúng ta, nếu chúng ta ở xa cơ sở y tế thì chúng ta luôn luôn cần có một cái thuốc dạng đường chích để phòng khi chúng ta bị rơi vào trạng thái cấp cứu. Thì chúng ta có thể nhờ người y tế địa phương chích, và thậm chí là bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn giáo dục kể cả cái cách chích khi bệnh nhân cần cấp cứu. Thay mặt cho chương trình thì Thúy Anh rất là cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thúy Hằng. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thúy Hằng trong chương trình Bác sĩ của bạn, hy vọng rằng quý vị đã trang bị thêm cho mình những kiến thức cần có đối với căn bệnh suy tuyến thượng thận. Và từ hôm nay thì khi có những dấu hiệu như bác sĩ đã chia sẻ thì chúng ta hãy ngay lập tức tới ngay những cơ sở y tế gần nhất để có thể phát hiện ra căn bệnh và điều trị một cách kịp thời quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.